Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất vui khi gặp mọi người trong video này. Thì khởi đầu trận đấu vẫn mọi khi thôi. Mình đang có một cái con ác quỷ ở đây, đó chính là con Clef. Và cầm một gậy có khổ mọi người nhá. Với cái gậy có khổ này thì mình sẽ hướng tới một cái trang bị kiểu là có thể mình sẽ làm về một tướng cầm 3 mũ đi. Một vị tướng cầm 3 mũ phù thủy. Nó sẽ là một ý tưởng mà khá là tuyệt vời nếu như mình có thể làm được. Quan trọng của 3 mũ đó chính là mình phải có đó cái trang bị cần ấy, đó chính là gậy quá khổ mọi người ạ. Phải có tận 6 gậy quá khổ cơ. Ok, bây giờ mình có rất là nhiều con đấy lên, listen ra rất là nhiều này, 4 con listen ra rồi. Thì thời điểm này mà là cái thời điểm mà nếu mà muốn có một vị tướng 3 sao từ sớm ấy thì rất là khó, bởi vì nó không còn tiếng Anh nữa. Ngày xưa còn cơ chế tiếng Anh thì còn dễ làm ấy. Bây giờ cơ chế tiếng Anh nó bị loại bỏ rồi nên là rất là khó. Hên lắm mới làm được mọi người. Listen ra để xem ra sau listen ra có ra nhiều hay không. Bây giờ cũng đang một đội hình khá là hot trend, đó chính là listen ra. Listen ra búa xanh găng một thạch vào vô kiếm. Đội hình đó cũng đang khá là hot. Để xem liệu rằng chân đồ mọi người. Vậy là mình sẽ có một con, đó chính là con chân đồ 2 sao luôn mọi người ạ. Ngập lang tiến đắc ám kìa, ngon nhở. Nhưng mà chơi tiến đắc ám nên cũng được. Nhưng mà game này mình lấy chun đồ luôn thì cũng ngon. Là mình sẽ có chun đồ 2 sao. Chun đồ thuộc hệ đó chính là đồ long cộng chiến binh. Cũng khá ổn, hệ chơi khá ngon. Ok, mình sẽ chuyển chun đồ vào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ hướng tới đó chính là chun đồ 3 mũ đi. Cái chun đồ 3 mũ này thì một người anh em, khá nhiều anh em đó, khá nhiều anh em trên fanpage của mình á, inbox riêng là chính là làm về cái chun đồ 3 mũ. Thì ok, bây giờ mình sẽ cố gắng làm cho anh em xem chuẩn đồ 3 mũ nha. Chuẩn đồ 3 mũ thì kỹ năng của chuẩn đồ ấy là nó sẽ nuốt và cắn. Và khi nuốt cắn kiểu thế thì nó sẽ có một khả năng xương của nó là sẽ nó có một khả năng, đó chính là kiểu hút cái máu và giáp kháng phép và sát thương của đối thủ cho bản thân mình. Đó là ví dụ như kiểu mà gặp những con tướng mà càng nhiều máu ấy, càng nhiều giáp thì sẽ hút một phát dính luôn đấy, dính luôn cái những cái thứ của con tướng ấy đang có, rất là ngon. Vậy nên là khi mình kết hợp 3 mũ ấy, 3 mũ thì nó sẽ cắn một phát được cái nhiều máu hơn và nhiều giáp hơn, kiểu thế, nhiều máu hơn và nhiều cái đồ ngon hơn. Vợ anh nhắn tin mình rồi nhá, mình đang nhắn tin ngày khái. Ok, thì bây giờ mình sẽ bán máu để lấy đồ. Thì như mình đã nói rồi đấy, là muốn có combo như vậy thì mình phải có, đó chính là gậy quá khổ, thật nhiều gậy quá khổ. Vậy nên là mình sẽ bán máu để lấy gậy quá khổ mọi người nhá. Ông này con Uli cao khá chất lượng này, Uli mà kiểu kết hợp với kiểu là ba đại bác cũng hay mà nhá. Uli ba cái trang bị đại bác liên thanh ấy thì đứng một chỗ nó cào, nhưng mà nó cào không được nhanh thôi. Có gậy có khổ, có gậy có khổ nha.
Chết rồi, mất cái gấu khởi rồi. Còn thìa mất ly luôn rồi. Những cái thứ xịn sò nhất thì đều mất, bị mất hết rồi mọi người ạ. Mình sẽ đi kéo cái cửa này một chút đi. Game này thọt vàng nhờ. Ở round 2.5 mà mình mới có thể đó có lực vàng, đó chính là kiểu 22 vàng thì đúng là thọt thật. Không được giàu cho lắm. Có như trận đấu mình rất là giàu, rất là rich. Tầm round 2.6 thôi, 2.7 thôi là mình có 55 vàng, 56 vàng rồi. Rất là ngon, lên level 9 sớm. Mình vẫn bán máu nhá, bán luôn. Thua 3 trận luôn cho nó giàu. Đã thua cho thua luôn cũng được mọi người ạ. Ông này đang chơi thiện xạ này, cung thủ này. Cung thủ cũng khá là bá. Nếu mà kiểu AC mà kiểu là full full cái kiểu sâu zin thì cũng bá đạo lắm. Nó sẽ gây choáng liên tục nữa. Chiến binh này, ông này đang có chiến binh Gragas cầm vào trong lửa luôn. Vayne cầm một cái dao điện nữa. Khổ ôi, khỏe thế. Con Vayne nó cầm dao điện khỏe quá mọi người ạ. Cái dao điện mà dao điện hắc ám ấy thì không nên dùng cho những con tướng kiểu AD. Bởi vì dao điện hắc ám thì nó sẽ khiến cho cái trừ cái sát thương vật lý. Trừ sát thương vật lý cơ bản của con tướng mình đi. Bây giờ thì mình có một con chân đồ. Nhưng mà vãi trở nợt, nếu mà game này mà mình chơi con chân đồ mà cầm nguyên 3 cái trang bị nếu như thế thì mọi người biết không, kiểu mình sẽ phải sử dụng như này, đó chính là mình sẽ phải sử dụng một cái cách nếu như mình kiểu có tận 3 cái mũ phù thủy, mà 3 mũ phù thủy này liên quan tới kiểu là mũ phù thủy mà ác ám thì cũng hơi mệt thật. Bởi vì anh em biết rồi, mũ phù thủy ác ám thì chúng ta sẽ bị trừ 20% máu. Nói chung cái trang bị ác ám mũ này mình cảm thấy nó vãi trưởng thật ý, thề luôn, nên đéo hiểu, mình không hiểu ai nghĩ ra cái trò ác ám này luôn. Thực sự có nhiều đồ thì ngon thật, nhiều đồ đến chẳng thực sự chẳng có cái liên quan đến nhau cả luôn. Như cái mũ phù thủy ác ám vậy, mình chỉ ăn được sát thương một chút nhưng mà lại bị trừ máu như vậy thì đúng là rẻ rách thật. Cảm giác chết lúc nào không hay luôn. Mà nhiều khi mọi người ơi, kiểu là cho ta giờ đang cần 3 mũ mà ra gậy có khổ hắc ám không lấy thì hơi phí. Mà lấy xong thì thấy không? Đó, đang có một cái kìa, trừ hết máu luôn. Đang 1.001 máu, dùng phát còn 750. Ồ, cắn nhiều phết đấy, nhưng mà vẫn thua. Bởi vì đội hình của mình có thể mạnh nhưng mà đội hình khác có thể mạnh hơn. Rồi chúng ta cùng đến round 3.2 nào để xem có gì hot không. Đừng nói với tôi, nó lại là một cái trang bị gậy có khổ hắc ám nữa thì đúng là tôi cháu chịu luôn. À không có, nước mắt nữ thần mọi người ạ. Một cái nước mắt nữ thần và một cái BF. Hai cái trang bị. Lấy làm tạm cũng được. We'll be right back.
Có chút đồ một đặc điểm ôi nó cắn từ xa luôn kìa. Lâu lâu mọi người lâu lâu đòn đánh bị lác á, nó có thể quật từ xa luôn, khá là hay đó. Lâu lâu bị lác lác là kiểu ngáo ngáo bị vậy á. Anh em thì có ý tưởng gì cứ đừng ngại comment nhá, cứ comment hết đi, ý tưởng gì cũng được. Những anh em comment ở dưới mình sẽ cố gắng làm cho anh em xem. Ý tưởng gì cũng chơi tốt, chơi tất luôn. Mình cảm thấy như kiểu là cái mùa năm này anh em không muốn chơi luôn đấy hay sao ấy. Mùa năm anh em chán nhưng không muốn chơi luôn, bởi vì mình thấy lượng view của mình nó tụt xuống khá là nhiều, bởi vì đơn giản là anh em không muốn chơi mùa năm rồi. Mình vậy thôi, mùa năm cũng hơi chán thật, bởi vì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Cũng có Lee Sin, cũng có mấy con tướng Vladimir, Leona cũng chỉ đến thế là cùng thôi. Leona skill thì cũng chỉ đến thế thôi, đáng lẽ phải skill gọi là thiên đình mà gọi là ta rộng skill trên trời rộng xuống mới thú vị chứ. Nói chung dàn tướng cái mùa này hơi mùa năm cực hơi chán. Nếu mà để nói những tướng mà bá đạo mà anh em thích xem chỉ có Mordekaiser rồi là năm tướng năm vàng thì anh em thích xem Teemo thôi, còn lại thì chẳng muốn xem gì cả. Vẫn là một cái trang bị gậy có khóa hắc ám, nhưng mà mình phải chấp nhận lấy thôi, bởi vì mình không có gậy thường thì phải lấy gậy gậy hắc ám thôi. Bây giờ thì mình sẽ đang có cái này rồi thì mình sẽ cố gắng giữ là máu thấp thấp đi để đi chợ nhặt thêm một gậy có khổ đó mọi người nhá, là mình sẽ có hai cái mũ của thủy hắc ám. Những hai cái mũ của thủy ám mọi người ạ, khá là bá đạo đấy. Ông này đang có kiểu là Wild Wick này, đang chơi kiểu suy vong này, kiểu suy vong à. Suy vong của chúng tôi này, bây giờ thì anh em bông nếu mà con chuyên đồ của mình ấy mà nuốt được ấy, nuốt được cái con Wild Wick 3 sao kiểu thì ngon luôn. Bãi sói ơi, hy vọng mày cho tao một cái gậy có khổ đi mà. Tao rất cần luôn.
Ôi trời. À, mình có ý tưởng nữa, đó chính là kiểu là nếu như mà mình sử dụng con tích con vích con Taric ấy mà mình ba mũ ấy, thì nó sẽ hồi được bao nhiêu máu nhỉ? Ba mũ mà lúc ba sao nó là 5.000 máu rồi. Không, con Taric này thì nếu mà chúng ta sử dụng là chúng ta sử dụng một kiểu là chúng ta sử dụng cái trang bị gậy có cái trang bị mũ thủy ấy, mọi người thì nó hồi nhiều máu lắm ý nhỉ, tầm phải gần 20k máu đấy. Để bữa nào mình sẽ cố gắng làm thử nhá. Ok, round này có một gậy có khổ này, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ lắp luôn cái mũ này và trong đồ của mình đang có hai mũ rồi mọi người nhá. Kalista, chuyên đồ của mình cần ba con ba ở hai con chuyên đồ rồi lên 3 sao rồi, hai chuyên đồ nữa cũng không phải là dễ đâu, khó đấy, hai con nữa cơ. Đối với mình là khó bởi vì mình gọi những tướng một kiểu ít vàng thì nó khó lắm, nó kiểu nó hơi mệt đấy. Rồi ok, 6 chiến binh này, chuyên đồ thì nó thuộc hệ hai hệ, đó chính là chiến binh và đồ long, thì mình sẽ bôi luôn đó chính là full hệ cho nó nhé, đó chính là kiểu 6 chiến binh và 4 đồ long, mình sẽ bôi kiểu thế. Vần này, chun đồ này, ok, chun đồ 3 sao luôn rồi, tuyệt vời. Bây giờ thì mình có chun đồ 3 sao và nhiệm vụ mình bây giờ là kiếm thêm một cái mũ thủy của nó những thứ đẹp trai luôn, và phải kiếm thêm đồ chúng ta 4 đồ long nữa. 4 đồ long cũng sẽ tăng lượng cái sát thương phép lên khá là ổn nhé mọi người nhé, 4 đồ long tăng lượng sát thương phép lên khá là ổn. Mất luôn cái thỉa rồi, hơi đen. Nói chung là cái này anh em này thì nhiều anh em cần cần sử dụng cái có khổ quá là mình không thể lấy được, nhiều người muốn sử dụng cái có khổ quá chịu thật. Thế là bây giờ thì mình sẽ hết cơ hội rồi, bởi vì bây giờ chỉ còn đến đến round đánh quái 4.7 thôi, mà chẳng lẽ 4.7 một phát nó ra luôn hai cái gậy có khổ thì đúng là bá đạo quá, nên là chắc là bây giờ thì mình sẽ kiếm cái gì đó tạm tạm lắp vào cho con chân đồ vậy, như kiểu là một chân đồ hệ nhân tạo gì đó. Một cái hệ nhân tạo gì đó mọi người nhá. Ok, mình sẽ lắp một cái trang bị đây đi, một cái đó chính là một cái đại bác, một cái huyết kiếm đi.
Nocturne của mình thì cầm một cái trang bị đó chính là một cái cuồng đao, một cái chiếc sâu zin này. Số ơi, cào kìa. Mình không thấm bởi vì cái lượng giáp của hệ chiến binh nó có khoảng tầm 600 cell ấy. Bá phết. Chundo thì một gặm là đầy cái máu thôi. Em nhìn này, một gặm này đó. Một nuốt xương xương thôi là đầy cái máu trong vòng 6 giây. Trong vòng 6 giây nó sẽ được hưởng phần trăm máu kháng phép, sát thương sức mạnh của con tướng nó vừa hút. Khá ổn. Bây giờ mình sẽ up lên level 8 đi, level 8 là chơi full luôn. Đội hình này trận level 8 là đủ rồi, bao gồm có kiểu là 6 chiến binh và 4 con long, level 8 là khá là chuẩn luôn. Ông này khỏe đấy, có con Kama kìa, Kama 2 găng luôn. Rất xịn sò. Mà đến đội hình kiểu thần sứ, đội hình mà kiểu là ta không thể nào sốc đam chết được nữa. Bởi vì khi mà gần chết thì nó sẽ được cái nội tại của nó hồi máu như kiểu là cô tách luôn. Hồi liên tục luôn ấy. Bá đạo vãi trưởng. Bây giờ thì trang bị mà ra thì nếu mà ra gậy gỗ khổ thì mình sẽ dành cái gậy gỗ khổ là cho rắc được rồi. Mình sẽ làm rắc kiểu Bluetooth cộng cuồng đao đi để nó gõ. Ghẹ nhắn à. bây giờ thì 5.1 này, 5.1 trang bị bây giờ thì hai cung gỗ nữa, hai cung gỗ nữa thì mình sẽ làm kiểu rắc x2 đại bác à. Rắc x2 đại bác nghe cũng ổn, nghe cũng khá là ổn đây. Rồi ok, channel nuốt nào. Nuốt nào một phát. Trời ơi, sớt đao luôn cho hỏi. Nuốt nào bạn ơi. Nuốt nào bạn ơi. Tuyệt vời quá. Ok, tôi vẫn tiếp tục như vậy thôi. 5.1 này. Có một câu đó rất là hay. Đừng để cảm xúc của bạn ảnh hưởng đến công việc. Đôi khi một ngày của bạn là một ngày rất là mệt mỏi, nhưng khi bạn chơi game thì mọi sự mệt mỏi đấy đều tan biến. Ok, Kama này, Taric này, Morgana này. Taric là khá nhiều, nhưng mà thời điểm này thì con chuẩn đồ của mình đã 3 sao rồi nên mình không muốn thay đổi. Nếu mà có làm thì mình sẽ đợi đến một thời gian sau là mình sẽ làm ý tưởng đấy thôi. Đó chính là ý tưởng Taric 3 mũ. Ông này, ui, Nocturne này, anh em thấy không ạ? Cái găng kiểu nó đan đo mà đồ kìa. Một trang bị đại bác hải, đại bác tử thần và một trang bị huyết kiếm hắc ám luôn. Úi sổ, xịn vãi. Nhưng mà có vẻ rắc của tôi thì cũng không phải dạng vừa đâu bạn ơi. Đây thì bạn ơi, lúc trước mình làm một rắc 3 mũ ấy. Rắc 3 mũ của thủy. Và cái kết thì bá phết. Rắc 3 mũ của người nhá, bá phết luôn ấy. Nó sẽ có khả năng đó chính là tăng tốc đánh lên 5.0 trong vòng khoảng tầm như kiểu là đua xe nữa. Từ tốc đánh 1 chấm lên 5 chấm trong vòng 5 giây thôi, cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà bị thọt cái là chính là nó không có đáng hồi phục á, nên là hơi yếu. Vui là chính thôi.
sau chiến binh hai đầu long và hai thiết giáp. Đội thiết giáp cũng khá là hay, chuyển ba thiết giáp thừa kích hoạt được rồi, và nó khiến cho cả đội hình được cộng, đó chính là tận 90 giáp luôn, mạnh phết. Và một cái đội hình mà đang được hot trend, anh em thấy anh em comment khá nhiều, đó chính là đội hình người ta thiết giáp kết hợp với bí ẩn, thiết giáp bí ẩn, nên là cũng khá là ổn đấy. Sổ ơi, cả ma ba mũ kìa, nhìn xịn đây, nhưng mà để xem nào, round này mình win được không đây. Rắc mình thấy không ạ, anh để con rắc kìa, nhân vật chính của chúng ta là rắc đó. Úi sổ ơi, hút máu kìa, quật kìa. Nếu mình mà không mua huyết kiếm cho rắc thì mình thua rồi. Ôi, từ, hên quá, vẫn kịp hút máu nha. Còn không kịp hút máu là toang rồi. Mình sẽ lấy trang bị gì đây? Thần sứ, mọi người, mình đang nhìn cái thần sứ này khá là hấp dẫn đấy, mình lấy thần sứ nha. Lý do mình lấy thần sứ này là tí nữa nếu mà kiểu không có ba mũ thì mình sẽ bôi con chun đồ thần sứ nhân tạo. Chun đồ thần sứ nhân tạo, nghĩa thần sứ nhân tạo kết hợp với kiểu là hai mũ. Đó. Nên mình sẽ lấy cái thần sứ này. Bởi vì mình luôn luôn tìm kiếm những thứ khác biệt mà. Bây giờ mình sẽ lon thần chun model này. Giờ thiếu anh chàng Diana thôi là đủ nhá. Thiếu Diana thôi là mình kích hoạt luôn, đó chính là kiểu đồ long luôn. Temo và Garen, hiệp sĩ, thần vương, thần sứ. À, ý tưởng nữa mà. Bây giờ không? Biến đá đỡ thành thần sứ. Biến đá đỡ thành thần sứ và biến Garen thành ma sứ. Đó. Ok. Biến Garen thành thần sứ, biến Garen thành ma sứ và biến đá đỡ thành thần sứ. Ok, mình sẽ đảo lộn hai thế hệ luôn. Modder này. Rail này, Kama này, Rai này, Draven này, mình đang cố gắng kiếm model lên tầm 2 sao ấy. Ok, lên 2 sao luôn rồi. AC là ở Phaleos này. Khá là khó chịu đây. Chun đồ. Một gặm mồm. Ê, bạn quẩy với tôi ấy à? Rắc Bluetooth của mình chất lượng quá. Rắc Bluetooth của mình quẩy đúng là như phim trưởng luôn. Không chê vào đâu được. Rắc rồi, muốn rắc làm quả rắc 2 sao mà. Có vẻ anh rắc không chịu ra mọi người ạ. Nếu mà có thể thì mình sẽ làm kiểu đó chính là kiểu gì ta, con Taric ba mũ phù thủy. Ui, what the fuck mọi người ơi, kìa mũ phù thủy kìa mọi người ạ, vãi trưởng không ạ. Thế bây giờ mình là có chun đồ ba mũ mọi người nhá, chính xác là chun đồ ba mũ rồi, một cái game nhân phẩm gọi là tầm vũ trụ. Vũ trụ là có thực mọi người ạ, quá may mắn luôn, quá tuyệt vời các bạn ạ, tuyệt vời. Có ông này rắc ba rắc hai sao, nhìn tưởng rắc ba sao chứ. Điểm này thì tính làm quả ấy đó, một cái trận đấu làm kiểu con Mordekaiser ba mũ cơ. Nhưng mà thực sự mà nói thì con Mordekaiser của mình nó... Mordekaiser là một con rất là khó lên 3 sao. Rất là khó nên là mình sẽ loại bỏ nó qua một bên. Lên level 9 ta. Do rắc lên 2 sao đấy. Có ai cầm rắc nhiều không ta? Mình mới cầm có 3 con chứ mấy. Ron mệt vậy. Ok, lên 2 sao rồi. Đây. Chân đồ 3 mũ mọi người nhá. Gặp luôn rắc này. Để xem chân đồ nó cắn phát nó sẽ được như nào mọi người ạ. Em nhìn xem nó cắn một cái nhá.
cắn cái sẽ như thế nào đây. 100-200% máu của đối thủ luôn. Ây da, là có phải mọi người không, con chuyên đồ nó cắn khi đối thủ đầy cây máu ấy thì nó mới chất lượng, còn khi mà đối thủ mà kiểu là chúng ta gần chết rồi ấy thì nó cũng không có giá trị gì nhiều. Đó, đây là một cái thử thách mà một người anh em đặt ra cho tôi đó. Bây giờ tôi đã làm được rồi, đó chính là chân đồ ba mũ. Ông này có một cái sơ này, 1800 máu. Ok, chân đồ ba mũ mọi người ạ. Gặm chất lượng, siêu chất lượng luôn. Một phát gặm của nó thôi đủ đối thủ cũng lên bảng điểm số rồi. Rồi ôi, ba mũ thủy luôn. Kết hợp với đồ long nữa nên là nó cũng sẽ khá là mạnh. Đây, kết hợp đồ long nữa là chúng ta sẽ có 198. Thêm một cái trang bị chén sức mạnh nữa là chúng ta sẽ có, đó chính là lag à? Hay là maximum rồi? Lag sao nhở? Thêm chén sức mạnh nữa mà nó vẫn không thay đổi nhiều à? Ở đây 211 mọi người ạ, để xem này, nó cắn một phát này. Nó cắn một phát vào con Morgana nhá. Morgana 3200 máu. Úi dồi ôi, một phát chết luôn mọi người ạ. Và được 3.300 luôn, kinh khủng không? Chết rồi mà, chết rồi. Con giáp mình bị ông này đang chơi cái đồ hình con Vego mọi người ạ. Vãi chưởng, con Vego nó bắt mất hồn con giáp của mình rồi. Ảo thật đấy, 13 tiết này. Lee Sin này, Diana Vego này. Mình không để ý á, mình không để ý lúc nãy á, bị Vego nó bắt luôn, bắt hồn luôn này, làm con giáp của mình không quẩy được. Đi, mình sẽ để cho con chuyên đồ cắn con Darius mọi người nhé. Đây, cắn Darius này, Darius đang có hết kỵ sĩ này, khá là trâu ấy, rất là trâu, nên là chuyên đồ cắn một phát là sẽ khá là thốn luôn. Đúng rồi, bơm mana cho tôi đi. Đúng rồi. What the fuck AC kìa. Chịu rồi. AC 3 sao, cuồng đao sâu zin, level 9 nữa ạ. Ui. Ui, level 9 nữa các bạn ạ, kinh quá. Bàn tay công lý. Bàn tay công lý suy vong. Up level 9 thì bây giờ là không thể rồi. À, quên mất nhở, con Vego kìa. Rối quá, gần chết là nó rối với mọi người, hơi rối. Quên mất lấy con Vego là ngon rồi. Gần chết nên là chơi hơi rối. Top 1. AC lúc nãy mình bị con gì nó sốc đam mà nó đau quá. Heminger 2 sao nữa, nên là khá là bá. Một rộng. Trời ơi, ở Phelos này. Chịu rồi, một ông này khỏe quá rồi, mình chắc chết luôn rồi. Ok, chào mọi người, hẹn lại những video sau nhé. Bye người, tạm biệt.